Yeah, cây này hôm trước có người trả 10 triệu này. Đấy, giờ hôm sau anh ta anh trả cũng 10 triệu nữa này. À, thấy không? Cây đây ở bờ sông. Cây rất là đẹp. À. Đấy, anh em đang định giá cây này 2 tỷ á, quá đẹp rồi.